Kính thưa quý khán giả của đài VNTV với chương trình Sức khỏe và đời sống. Hôm nay ba anh em chúng tôi, bác sĩ Trí và bác sĩ Bảo và tôi là bác sĩ Minh, trở lại đây nhân dịp mà năm mới xuân về. Thì ông bà ta xưa có nói là ngày xuân thì năm chó thì nói chuyện chó, nhưng mà đối với chúng ta thì năm nay chúng ta cũng nói về chuyện chó, nhưng mà chúng ta thôi, theo tôi nghĩ thì mình nên bàn về những cái lợi ích về sức khỏe của việc nuôi chó đem lại cho chúng ta, tức là chó ở trong y học. Các anh thấy như thế nào ạ? Ok, thì một cái tóm lược đó, con chó nó đến đến với cái loài người chúng ta từ 30 ngàn năm trước, tức là chó được thuần dưỡng từ một loài chó sói gọi là lông xám từ 30.000 năm trước, cho nên nó là một con vật đầu tiên mà được thuần dưỡng đối cho con người chúng ta. Và cái gọi là cái sự tương tác giữa chó và người nó đi đôi với trong cái lịch sử mà phát triển của nhân loại trong 30.000 năm, thì nó trở thành một người bạn gọi là không có thể gọi là rất là khăng khít với loài người của chúng ta, thì đem lại những lợi ích, những cái tương quan trong cái cuộc sống giữa chó và người. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa nói những cái câu như là khổ như chó, đúng không? Nhưng mà cái quan niệm ngày xưa chúng ta có thể có một chút hạn hẹp. Bên này thì mình ngược lại là sướng như chó. Và tôi lại thấy là có những cái trường hợp như là tôi nhớ rằng là ở đây mà hễ mà giết chó và ăn thịt chó thì có thể là bị ở tù, đúng không? Như là ông cái anh cầu thủ football Michael Vick chẳng hạn, năm đúng xưa phải rồi. không? Gọi là đi đấu chó đó, kiểu như chọi chó đó, và đến đến đầu mà gọi là thân bại danh liệt, chính anh cũng bị thân bại danh liệt. Thì ở đây chúng ta nói chuyện về sức khỏe, tình trạng gọi là cái lợi ích của việc nuôi chó đem lại như thế nào. Những cái study em học em đọc được đó là ví dụ như trong gia đình mình mà trẻ em dưới 1 tuổi mà nếu mình có nuôi chó thì những cái em đó lớn lên đó thì ít bị bệnh tật nhiều, ít có bị suyễn. Thứ nhất là ít bị suyễn. Người ta nghĩ là tại vì lông nó có những cái antigen biến đổi cái sự immune system, là cái nhiễm nhiễm trùng, cái nhiễm Hệ nhiễm thống kháng huyễn, thể. kháng thể của những cái em bé đó. Thì khi khi em bé đó lớn lên đó thì ít bị bệnh hơn, mà lại không có bị dị ứng gì nhiều, mà không có bị ít bị suyễn hơn nữa. Nhưng mà cái lợi ích đối với trẻ em thì rõ ràng, nhưng mà cái lợi ích mà đối với những người từ tuổi lớn lớn hơn thì cũng rất là rõ ràng. Thì hồi xưa giờ có nhiều cái nghiên cứu nhỏ hơn thì cho thấy có rất là nhiều cái lợi ích về mặt tim mạch, hay là về đời sống, về tâm lý, hay là cái sự khỏe mạnh nói chung. Nhưng mà cho đến gần đây thì khoảng chừng 2 năm 2017 có một cái công trình nghiên cứu rất là lớn, thì rất là khoa học, mà bây giờ đa số mọi người trong giới y khoa thì nhìn vô cái cuộc nghiên cứu này thấy là cái lợi ích mà trong gia đình mà có con chó thì nó rất rõ ràng, mà được chứng tỏ một cách khoa học, chứ không phải là mình cứ suy nghĩ như là mình dự đoán như hồi xưa. Thì tôi xin nói vắn tắt là cái nghiên cứu này nó xảy ra ở bên Thụy Điển, thì nó khoảng chừng 3.4 triệu người, tức là một cái nghiên cứu rất lớn, nó kêu là observational study, tức là họ theo dõi thôi. Thì trong 3.4 triệu người đó thì cái tuổi từ 40 đến 80, sau này lớn hơn là con nít một tí, mình thấy cái lợi của những gia đình lớn hơn. Thì trong đó thì khoảng chừng 13% là có chó. Thì họ theo dõi sau 13 năm, 12 năm thì thấy là những người có chó thì sống lâu hơn, cái tử vong giảm đi nói chung là khoảng 12%. Rồi cái tử vong mà về về những cái bệnh nói chung á thì là giảm đến về tim mạch á, thì nó có thể nhiều hơn nữa. Đó, thì kể cả những cái lý do mà cần đi bác sĩ nó cũng giảm xuống. Thì người ta nghiên cứu thì thấy là có một cái rất là interesting, một cái thú vị là cái lợi đó lớn nhất cho những gia đình mà chỉ có là one member household, tức là gia đình có một người, hay là Việt Nam mình gọi là những người mà Độc độc thân. thân đó, single đó, thì thấy là cái lợi ích cho những người độc thân đó, nó gần gấp đôi những người khác. Thí dụ như là giảm về tử vong về tim mạch 12% thì đối với những người này có thể là lên tới 20-22%, và tử vong nói chung đó, trong cái nhóm người này nói chung đó, là khoảng chừng 30 đến 33%, cao hơn người thường. Thì bây giờ mình giải thích
Tại sao? Tại sao? Thì khi mà nghiên cứu thì thấy nó make sense, nó có cái lý. Ví dụ như giờ quý vị có chó thì quý vị có cái thói quen dắt chó đi mỗi ngày. Đúng không? Mà thí dụ như là mình giờ có bạn mà rủ đi bộ, nhiều khi bạn mình gọi nói ồ bận quá không đi được. Nhưng mà anh Minh mà có con chó dắt nó đi, nó đi liền, nó không có cãi cọ gì hết, đúng không? Thì cái khả năng mà mình đi bộ vậy rất là nhiều. Thì cái số người mà có chó họ đi bộ thường thường á là mỗi ngày một lần đi bộ với chó, ít ai đi dưới 15-20 phút lắm. Thành ra cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Mỹ cho mọi người nên đi ít nhất là khoảng chừng 2 tiếng rưỡi mỗi tuần. Thì đối với những người có chó, con số dễ dàng lắm. Thì họ đi bộ nhiều thì họ khỏe mạnh hơn, cái là họ fit hơn, họ cân nặng họ ít hơn. Thì chưa chắc là cái ẩm thực của họ thay đổi. Nhưng mà khi mà thử máu này nọ, huyết áp họ thấp hơn. Rồi cái mỡ nó cũng ít hơn, triglyceride thấp hơn. Thì đó có thể là những lý do tại sao mà nó giải thích là tại sao những cái bệnh về tim mạch thì nó giảm đi. Nhưng mà mình có thể là anh Bảo, anh Minh cũng thấy là ngoài ra vấn đề có chó nó giúp cho nhiều thứ khác. Dạ. Thí dụ như về tâm lý chẳng hạn. Tâm lý thì cái đó dễ hiểu, đúng không, bác sĩ Trí? Em thấy như nhà em có chó chẳng hạn, thì mấy đứa nhỏ nó đi học về là nó gặp con chó là nó vui vẻ liền. Con chó nó thương mình vô điều kiện. Cho nên có nhiều study người ta đã thấy như vậy rồi. Con nít mà ở trong nhà mà có chó đó thì khi nó lớn lên đó thì nó dễ làm bạn hơn, làm bạn với bạn bè hơn. Nó thành một con người hoàn toàn hơn, nghĩa là nó có tình thương người hơn, dễ hiểu cái tình cảm, tình gọi là empathy của những người khác hơn. Cái đó nó rất là tốt đối với lại trẻ em. Mà ngoài ra nữa em thấy á, cái đặc biệt là không biết anh Chí có hoặc là anh Minh trong làm trong bệnh viện có thấy, có bao giờ thấy chó vào bệnh viện không? Dạ. Thì đặc biệt á là ví dụ như em làm trong intensive care là ICU thì những người trong đó bệnh rất là nặng. Nhưng mà khi mà người ta đem tới chó tới cái loại là dog therapy đó, là pet hoặc là pet therapy đó. Thì người ta vô để dẫn con chó vô á, thì bệnh nhân mặc dù có nặng thì cũng vui vẻ, bắt đầu cười lên rồi muốn xoa con chó. Trong cái trường hợp người ta rất là stress mà chỉ cần thấy một con chó một vài phút là vui vẻ được một vài phút là đỡ được cái căng thẳng tinh thần rất là nhiều. Hồi nãy anh Bảo nói nhà em có nuôi một con chó là mình nhớ hồi nhỏ. Chúng ta bao giờ cũng có cái bài hát là nhà em có nuôi một con chó. Rồi hoặc là khi mình làm luận đó, làm luận văn mình còn nhớ, tôi còn nhớ hồi nhỏ khi làm luận văn cô giáo biểu tả con chó. Thì mình cũng bắt đầu cái câu là nhà em có nuôi một con chó. Thực sự thì nhà tôi có nuôi một con chó thiệt hiện tại. Con chó đó thực sự không phải là của vợ chồng chúng tôi. Xin chia sẻ đây, nó là của con gái tôi, nó nuôi một con chó mà được người ta gọi là chó hoang ở dưới Mỹ đó, người ta cứu nó, người gọi là rescue dog đó. Thì mình nó đem về thì tự nhiên chúng tôi trở thành ông bà ngoại. Thì thay vì mình hay nói gọi là cháu ngoại thì mình gọi là chó ngoại của chúng tôi. Mà thực sự ra như hồi nãy anh Trí nói đó, chúng tôi thấy là nó có những cái lợi ích lắm. Ví dụ như là mỗi buổi tối mà đi bộ chung với nhau, bà xã tới kêu tôi thì tôi cằn nhằn, nhưng mà hiểu nó là nếu mà anh không đi thì tôi đi với chó, là thế là em đi với chó, thế là phải cuốn gói đi theo thôi. Thì nó cũng rất là vui. Và nhưng mà nói nhiều khi mình hồi xưa thì mình cứ nghĩ rằng là ô kỳ cục, cái nước Mỹ này nó dẫn chó đi rồi phải đem theo cái bịch ni lông, right? Nó kỳ quặc. Nhưng mà thực sự bây giờ mình nghĩ lại mới, đó là cái lối sống văn minh ở đây, right? Mình tự nhiên mình hội nhập với hồi nào mà không biết. Nhưng mà có những chuyện đó tự nhiên hồi nãy như bác sĩ Trí có nói, cái vấn đề là cái tương quan giữa người và người nó cũng giúp cho mình, không những riêng đối với chó. Nhưng mình dẫn đi chó đi rồi mình gặp bạn, ô chó của Du xong nó đẹp vậy, rồi thế là mình tự nhiên mình sướng, mình khoái, rồi mình nói chuyện, tự nhiên cái con người nó có một cái cởi mở với nhau, cái đó rất là tốt, right? Thì trong cái nghiên cứu đó thì họ đặt cái kêu là questionnaire, tức là những cái câu hỏi và để cái người theo dõi trả lời. Thì nghiên cứu cho thấy á là khi mà có chó, ngoài cái vấn đề là về về
sức khỏe cơ thể khỏe hơn. Nhưng mà nó về tâm lý như anh Minh và anh Bảo vừa nói, Bảo nó là con nít nó lớn lên nó khỏe, nó vui vẻ, nó hòa đồng, nó dễ kết bạn hơn, rất đúng. Nhưng mà với người lớn, anh Minh cũng vừa nói, cái người lớn mà có chó, tức là Mỹ nó dùng cái chữ là socialize, họ cởi nói chuyện, cởi mở hơn, tại vì rõ ràng là đi gặp người khác, dắt chó đi là có cơ hội nói chuyện rồi. Là một, cái người mà có chó, cái khả năng mà bị họ bị trầm cảm nó ít hơn. Cái người có chó thường thường họ vui vẻ hơn. Cái này nó có cái interesting nữa là người có chó, cái cognitive function á, cái khả năng trí nhớ, suy nghĩ nó khá hơn những người không có chó. Thì giải thích làm sao? Có thể là khi mình thương mến cái gì đó, mình lo lắng về cái gì đó, cái óc mình nó làm việc nhiều hơn. Mà mình biết á, là cái người mà yêu nhiều á, yêu vừa phải thôi nha, thì sống lâu hơn, vui vẻ hơn. Hơn là những người mà ăn rồi cứ cọc cằn nhằn, unhappy hay là ghét bỏ người khác. Thì cái đó nó có cái lý do chính đáng. Thật ra mình nghĩ, với lại anh Chí biết á, anh Chí nghĩ đi, mình mà thương chó lúc nào con chó cũng thương lại mình. Đúng. Cho nên không bao giờ mà bị thất tình vì thương chó, đúng không? Vô điều kiện, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Với lại em thấy như anh Minh nói với nhà anh Minh với nhà em á, là mấy đứa nhỏ nó bắt đầu mình nuôi chó là vì tại mấy đứa nhỏ. Cái đó không có cái lợi nữa là nó dạy cho được mấy đứa nhỏ nó bắt đầu nó phải có bổn phận. Nó phải đưa dẫn con chó đi mỗi ngày. Mình khi mà mấy đứa nhỏ lớn lên nó phải biết là phải săn sóc cho con chó, là phải tắm rửa cho con chó, phải lo cho con chó như vậy. Khi nó có được cái trách nhiệm như vậy, cái bổn phận như này, thì càng ngày nó khi nó phát triển lên nên là được hoàn toàn hơn là một người trong nhà không có nuôi thú vật. Dạ đúng, thực sự ra thì tôi thấy là mấy đứa con nhà tôi thì nó lo hết cho con chó đó, mình chỉ đóng vai trò là ông bà ngoại thôi. Mà ông bà ngoại thì nhiều khi lại là hay chiều cháu, là cho lén cho cháu là ăn đồ gọi là tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà những cái đó rất là vui. Và tôi để ý là từ khi mà có con chó thì vợ chồng tôi ít cãi lộn nhau. Thì nó có những cái lợi ích rất là nhiều. Cái chuyện nữa là chúng ta thấy rằng là có như mình thấy người ta yêu chó đến độ mà trong cái ngành của tôi biết là cái trường hợp có khi con chó mà nó chết thì là người chủ đến độ là đau buồn, nhưng mà nó có trường hợp bị vỡ tim mạch chẳng hạn là vì con chó nó chết. Và khi có khi người ta con chó nó chết rồi, người ta có thể bỏ ra là cả $100,000 để mà clone lại con chó. Tức là người ta thương chó đến độ như vậy. Rồi có khi là người ta để dành khi chính người chủ qua đời, người ta bỏ cả mấy chục triệu bạc, nghĩa là gia tài, để là cho con chó thay vì đổi để là cho con mình. Tại vì có người họ nói hơi kỳ quặc, nhưng mình thấy nhiều khi nó cũng có cái lý cái đó. Nó nuôi con tốn tiền, nuôi chó và nó không có lợi nhuận. Nó cứ đòi hỏi là khi nào ông già nó qua đời để mà nó có quyền chia gia tài, trong khi con chó nó không có đòi hỏi chuyện đó. Nó không biết chuyện đó. Theo tôi nghĩ rằng là nó có những cái lợi, ý mà nói rằng là về tinh thần, về sức khỏe. Thì một cái câu hỏi kế tới nó, thí dụ như quý vị nghe có thể hỏi là ồ như vậy nuôi chó gì nó cũng có cái tác dụng giống nhau hay là nó có khác nhau. Thì mình thứ nhất mình nói về cái study, cái cuộc nghiên cứu á, thì những cái người mà nuôi chó mà là chó săn á, tức là những con chó săn, chó cao lớn đi nhanh á, là những người có cái sức khỏe nhiều hơn, nhất là kia là physical health á, tức là những sức khỏe về thể xác á, nó cao hơn. Thì cái đó nó có lý, là tại vì chó nó cao lớn, nó đi nhanh thì mình phải đi bộ với nó, mình đi nhiều hơn thì thân mình tập thể dục nhiều hơn. Rồi thứ hai á, là cái loại chó mà kêu là mixed breed á, thì lại không có lợi nhiều. Cái loại chó thuần chủng thì nó cũng lợi, nhưng mà cái loại kia thì nó neutral. So cái đó nó cũng interesting. So thứ hai nữa là nếu mà mình lười á, con chó mình nó cũng bệnh theo mình luôn. Chó nó rất là ngoan, như Bảo nói là chó nó yêu mình là vô điều kiện. Mình làm gì nó làm theo cái đó, nó không có đòi hỏi nhiều. Thế nếu mà mình lười á, mà mình không muốn đi bộ á, mình ngồi một chỗ á, thì cái nghiên cứu thấy cái người chủ mà mập á, mà bị bệnh á, con chó nó cũng mập theo, nó cũng bệnh theo luôn. Đúng. Cái đó nó rất là thành ra mình nhiều khi mình nghĩ như vậy là mình nhiều khi nếu mình thương chó đó, không phải là mình thương mình, nhưng mình thương chó, mình cũng ráng đi bộ cho nó khỏe. Mà nhiều khi cái tình yêu đó có thể là nó làm cho mình cảm thấy là mình hữu ích cho một cái gì người khác, hay là một con vật nào khác, nó giúp cho mình. Rồi á,
bên trong phòng mạch của mình á, thì mình để ý cái bệnh nhân Việt Nam mà dắt chó vô thì ít, thì đa số bệnh nhân mà dắt chó vô là người ngoại quốc, ở đây dùng chữ ngoại quốc thêm đúng, người bản xứ. Xin lỗi, cái thói quen không tốt. Nhưng mà mình cũng thấy á, đúng, những cái người mà dắt chó mà lớn á, thì họ có vẻ thường thường là đi đứng nhanh nhẹn hơn, khỏe mạnh hơn. Và những người mà dắt những cái chó nhỏ xíu á, thì thường thường là họ lo lắng về con chó đó hơn. Là chó nó chó nhỏ thì mình không biết, quý vị có kinh nghiệm với chó nhiều, mình thấy mấy con chó nhỏ nó cứ chạy lăng quăng thì chủ nó phải chạy theo lo lắng cho nó. Nhưng mà mấy con chó lớn thường thường nó nằm nó ngoan hơn. Thì cái đó mình cũng hiểu, những cái đó có thể nó cũng có cái ảnh hưởng sức khỏe. Thường để ý là mấy con chó nhỏ nó cần, tức là cần nhỏ cần lối, tức là cần giữ, trong khi đó mấy con chó lớn thì nó hiền hơn. Và mình thấy là chủ nào thì chó đó, tôi đồng ý. tôi thấy cái trường hợp đó, người ta nêu lên những trường hợp là chó mà chủ mà bệnh hoạn và chủ không hoạt động nhiều thì chó nó cũng bị bệnh như vậy. Vì cái mình nói là 7 năm chó, 1 năm người là gì đó là bằng 7 năm chó, thành ra con chó nó già rất là nhanh. Thường thường trung bình cái tuổi thọ của nó khoảng chừng 14 15 tuổi là nhiều. Thành ra nó ra đi rất là nhanh. Thành ra trong nếu mình nuôi chó mà mình không chính mình không hoạt động, tức là nó có cái tác hại hoặc là cái lợi song phương, tức là lợi bên này thì lợi bên kia và hại bên này cũng hại bên kia. Thành ra mà anh thấy có trường hợp lại ngược lại. Ví dụ như những bệnh nhân em có nhiều người ta bị tê liệt chẳng hạn, người ta không đi đứng được, ngồi trong wheelchair, nhưng mà có con chó, là nuôi con chó để mà giúp đủ thứ chuyện hết, nghĩa là giúp lấy chìa khóa nè, mở cửa nè, nhiều con chó lại đem mua đồ ăn thì con chó nó tới lấy rồi đem nó dẫn bệnh nhân tàn phế mà con chó nó lại giúp được. Những người đó là cái lợi nó càng nhiều hơn nữa. Đúng. Là những người đó nếu như mà không có con chó thì ở trong nhà suốt ngày không ra ngoài, mà có con chó đó là được tự do chút xíu, nghĩa là được đi ra ngoài, được xã giao với người ngoài được nhiều hơn. Đúng. Và cùng lúc đó là có cái lợi về mặt tâm lý ở chỗ là có người bạn rất là thân tín, rất là tin cậy, và lúc nào cũng có bên cạnh mình. Cái yếu tố rất quan trọng. Mà hai anh không biết là hai anh có đồng ý hay không, nhưng mà theo gọi là cái quan điểm của Đông Phương và cái số tư vi thì người ta nói là thường thường những người sanh năm chó là những người có số may mắn. Và những người gọi là thường thường may mắn, thông minh, lanh lợi, tức là những người sanh năm chó. Và đa số những người sanh năm chó là những người tuổi tuất đó, hay mình thì là những người có số đào hoa. Cho nên năm nay là năm năm tuất, cho nên năm mậu tuất nữa. Cho nên năm nay đúng là năm để tốt, mà để có thể là có em bé tuổi tuất. Không những thế, theo hai anh có đồng ý hay không, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là hiện tại ở nước Mỹ đó, người ta cho thấy là mỗi năm có 5 triệu con chó là đang cần để gọi là adoption, tức là mình nhận về để mình nuôi đó. Thực sự bây giờ mình không phải là tốn tiền mình nuôi tốn tiền mua chó, khi mua 2-3 ngàn đồng này nọ. Những con chó đó nhiều khi là những con chó gọi là người ta lai giống làm sao mà gọi là trong dòng họ của nó lai với nhau, thì thực sự những con chó đó có thể dễ bệnh, trong khi những con chó mà người ta cứu vớt ở ngoài đường đó thì những con chó đó nó lai tự nhiên, khi nó lai tự nhiên thì nó khỏe hơn và nó ít bệnh. Và người ta hiện tại thì cái gọi là cái hội mà bảo vệ súc vật đó, người ta rất là cần chúng ta có thể là tới để nhận nuôi những con chó như vậy. Theo tôi biết, vì tôi cũng đã nuôi nhận một con chó, nhưng mà nó chỉ tốn có 100 đồng bạc thôi là mình có thể nuôi một con chó rồi. Và nó có lợi ích rất là nhiều. Và cá nhân của tôi hiện tại thì mình kể là con cái nó đi học xa, nó bỏ con chó ở nhà, nhà trống ba gian, tức là một thầy, một cô và một con chó cái. Nhưng mà rất là hạnh phúc, thưa quý vị. Hai bác sĩ có một lời nào để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay? Thì hồi nãy giờ mình nói chuyện là nuôi chó rất có lợi ích, nhưng mà em muốn caution, nghĩa là muốn có một lời là nếu như mình bị có dị ứng về mình gặp chó mà bị dị ứng thì mình phải quan trọng cái chuyện đó, mình phải quan tâm đến chuyện đó. Nếu như mà bị suyễn chẳng hạn, nếu như mình hay bị dị ứng về da
mà gặp con gặp chó hoặc gặp mèo mà bị sổ mũi rồi khó thở rồi, thì nên tìm cách tránh xa. Cái một cái người ta thường hay quảng cáo nhưng mà không có đúng là ở đây nhiều khi người ta, nhất là ở Mỹ nhiều khi người ta bán chó, người ta gọi là cái giống này nó gọi là hypoallergenic, nghĩa là con giống này nó không có bị nuôi sẽ không có bị dị ứng. Thực ra hoàn toàn là bị hoàn toàn là không có đúng. Nghĩa là hoàn toàn người ta làm như vậy để gạt lừa mình thôi. Vâng. Trong khi mình làm study ấy, thì loại giống chó nào nó cũng có thể bị dị ứng hết. Yeah. Thế còn anh Trí, anh có lời nào về không? Thì mình nghĩ là nói tóm lại thì mình về phương diện y khoa mà nói ấy, thì nuôi chó có lợi, có lợi về thể xác, có lợi về tâm lý. Những người nuôi chó thường thường sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, ít cần đi bác sĩ hơn, ít vô bệnh viện hơn. Thậm chí có cái nghiên cứu còn thấy là những người bị mà nhồi máu cơ tim á, những người mà có chó đó, họ cái survival nó cao hơn. Mà cái recovery, nếu mà như có thể là như cái trường hợp mà bác sĩ Bảo vừa nói đó, thì khi có chó vô thăm á, cái người bệnh họ khá hơn. Thì những người mà có chó đó thì họ hồi phục nhanh hơn và họ quay trở lại cái đời sống bình thường cũng nhanh hơn. Cái đó nó cũng có lý, tại vì nếu mình thương con chó, mình hồi phục là mình muốn đi bộ với nó. Trong ngành tim chúng tôi có một cái rất khó khăn là cái là rehabilitation, tức là hồi sức. Nhiều người họ bị nhồi máu cơ tim về nhà, không muốn làm gì nữa, họ bị depressed, họ bị trầm cảm, họ không muốn mình khuyến khích họ, bác phải đi tập thể dục lại, nó mới hồi sức, nó mới khỏe mạnh lại được. Nhưng mà mình thấy á, nếu mà như vậy mình làm sao mình khuyên được những bệnh nhân đó làm sao kiếm con chó, có thể là một cái phương thuốc rất tốt. Tại vì những người có chó, họ cái khả năng họ quay trở lại đi bộ. Tại vì họ thương con chó, họ cũng muốn con chó đi. Nó là một cái niềm vui của họ. Những người đó lành mau hơn. Thì mình nghĩ là cái lợi ích của chó rất là cao. Thì mình thì thật ra mình không có chó trong nhà mình vì một lý do riêng, nhưng mà chắc mình cũng bữa nào cũng kiếm con chó thì mình cũng bắt đầu hơi lớn tuổi rồi. Tôi để ý rằng là con chó nhà của tôi thì nó cũng rất là khôn, nhiều khi nó nhìn tôi có vẻ nó rất là hiểu biết. Nếu mà hồi nhỏ mình nói là nhà em có nuôi con chó, nhiều khi mình nghĩ nếu con chó mà nó có biết để nó làm luận văn á, thì có khi nó nói là nhà em có nuôi một ông ngoại. Ok, thưa quý vị, nhân đây là dịp cuối năm và đầu năm mới, bác sĩ Trí có gửi lời để mà chúc Tết quý khán thính giả không ạ? Dạ, xin kính chúc tất cả quý khán thính giả và gia đình năm tới thật may mắn, thật hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Dạ, và chúc khán giả là năm mới đầy tràn đầy sức khỏe, và mong khán giả tiếp tục theo dõi chương trình để hiểu biết được những cái chuyện lợi ích như mình nói hôm nay. Lần nữa, chúng tôi là bác sĩ Hồ Quang Minh, chúng tôi cũng xin lặp lại lời chúc tới đầu năm mới an vui, an khang và thịnh vượng, đầy đủ sức khỏe đối với quý khán thính giả, và xin tiếp tục đón nghe chương trình của ba anh em chúng tôi trong những kỳ tới. Và một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả và xin cảm ơn hai bác sĩ, bác sĩ Trí và bác sĩ Bảo. Cảm ơn bác sĩ Bảo.